Kim tự động chia sẻ sức khỏe giảm sút hay bị đau nhức trước khi có mặt kỳ hình tại chương trình Thành phố Hồ Chí Minh. Nam nghệ sĩ có dịp diễn dày đặc hai ngày liên tục chưa kịp nghỉ ngơi. Trong buổi sáng có mặt tại điểm quay, Kim tự động cũng chưa kịp ăn sáng mà ra thẳng sân khấu vào đầu cuối hình vì không muốn ekip phải chờ đợi. Trong tập phát sóng tuần này, chương trình cùng người dẫn đường đã tìm đến gia đình ông Thạch Phân. Ông bị tê tay chân suốt 2 năm nay, sống nhờ vào mức trợ cấp 270.000 đồng mỗi tháng của nhà nước, vừa trang trại thuốc men, vừa nuôi cháu ăn học. Hai ông cháu nương tựa vào nhau dưới túp lều rách nát, nhưng chưa có tiền sửa lại. Con trai là anh Thạch Kiệt và cháu nội của ông hiện đang đi làm phụ hồ ở Thành phố Hồ Chí Minh. Kiếm thêm tiền gửi về quê cho hai ông cháu nhưng cũng không được bao nhiêu, mãi vẫn chưa trả được số nợ 15 triệu đồng. Câu chuyện của gia đình ông Thạch Phân khiến Kim Tự Long và hai khách mời còn lại xúc động. Nam nghệ sĩ cho hay, đây là chương trình mà các khách mời sẽ chơi với tâm niệm làm sao đem lại niềm vui, hạnh phúc cho người khác. Kim Tự Long cho biết sau khi hoàn thành thử thách, anh nhức chân, mỏi tay vì phải xách sọ nặng đến gần 10kg di chuyển quanh chợ. Nhưng nam nghệ sĩ cũng không chùn bước, anh nói có bao nhiêu sức là mình chơi hết. Dù có té xuống hay gục ngã cũng phải kiếm thêm vài chục triệu nữa cho anh Kiệt, chứ không được, tiền thì tội người ta lắm. Mỗi khi tham gia các game show, Kim Tự Long hay được đồng nghiệp khán giả gọi là Thành An San, nhưng nam nghệ sĩ khẳng định mỗi lần dự chiêu đều lại có những lý do riêng. Kim Tự Long cho hay, nếu Thành An San thì nói tội nghiệp Long, Long mà An San thì cũng vì muốn dành số tiền cao nhất có thể về cho người nghèo, mà Long An San dễ thương chứ không An San lồ lăng. Và trong cơ hội đổi đời, Kim Tự Long cũng mong khán giả thông cảm cho mình có chất An San để nhanh chóng hoàn thành thử thách đem về số tiền giá trị cho người nghèo. Theo dõi nghệ sĩ ưu tú Kim Tự Long, những năm qua, khán giả đều biết đến nam nghệ sĩ đam mê kinh doanh và lấn sân sang lĩnh vực nhà hàng, ăn uống. Nghệ sĩ ưu tú Kim Tự Long nhớ lại cơ duyên khiến anh bất đắc dĩ trở thành cò nhà đất, mua bán nhà. Việc đã trèo sân sang kinh doanh, nhà hàng cũng là cơ duyên khi anh trò chuyện với một người làm nghề môi giới nhà đất. Anh kể, một ngày anh bạn đó giới thiệu cho tôi một mặt bằng khá tốt, tôi tò mò nên đến gặp chủ nhà, người ta ái mộ nên giảm giá thuế cho tôi từ 120 triệu đồng xuống còn 90 triệu đồng. Tôi có máu liều thuê mặt bằng nhưng vẫn chưa dám nghĩ mình sẽ làm gì với nó, kinh doanh cái gì, mở quán ăn thì bình dân quá, rồi nhớ nhà, con cái thích ăn đồ nướng nên quyết định bằng món này. Anh lên mạng để học kinh doanh và mở nhà hàng, sau đó 2 tháng cái tên quá rã đã ra đời. Lần đầu tiên trong đời đi hát, Kim Tự Long quyết định làm thêm nghề tay trái, cái tên quá đã, thể hiện cảm xúc, niềm hạnh phúc của Kim Tự Long, niềm vui của thực khách khi bước ra khỏi quán. Hiện tại nghệ sĩ ưu tú Kim Tự Long đang làm chủ 2 nhà hàng buffet, một quán cà phê và một spa. Anh tốn khá nhiều thời gian cho công việc kinh doanh. Đến hiện tại, tôi đọc được nhiều nhận xét. Nhiều người nói rằng tôi hết thời, hát không còn hơi hoặc nghèo nên mới mở nhà hàng kinh doanh. Nhưng tôi nghĩ mọi thứ do cơ duyên, ông trời cho tôi một nghề khác. Hiện tại, tôi đam mê kinh doanh cũng như đi hát, anh trải lòng. Trong tập 1, nghệ sĩ ưu tú Kim Tự Long sẽ làm giám khảo cùng với nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân và ca sĩ Miền Vũ. Anh thổ lộ, nghệ sĩ trẻ ngày nay rất giỏi công nghệ, nắm bắt xu thế, vì thế kỹ năng biểu diễn thực thụ của bạn vẫn còn thiếu. Sao Nổi Ngôi sẽ là sân khấu để nghệ sĩ trải nghiệm, học hỏi, tích lũy, đủ bản lĩnh để bước ra một sân khấu lớn, bước đệm trở thành những nghệ sĩ chuyên nghiệp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.